Chào bạn, tôi Hải Bùi đây. Hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn những cái tình huống về thuế thu nhập doanh nghiệp mà các bạn đi làm hay gặp phải, được không? Dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm cho các bạn học cho dễ. Câu hỏi số 1 nè, là doanh nghiệp của mình thuê một cái cá nhân, thuê nhà của một cá nhân, thì cái cá nhân đó là người ta làm sao các bạn ký hợp đồng trực tiếp với lại cái đơn vị cung cấp điện nước, thì cái hóa đơn điện nước đó là nó đứng tên chủ nhà chứ không phải đứng tên chủ nhà cho thuê á. Thì xin hỏi rằng là cái bên mà đi thuê á có được tính vào chi phí hợp lý của những cái hóa đơn tiền điện tiền nước đó mà đứng tên chủ nhà hay không? Được chưa bạn? Các bạn chọn những cái đáp án bên dưới giùm tôi. Thứ nhất đó là được tính nếu mà doanh nghiệp thuê á, doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh á, doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện tiền nước cho nhà cung cấp điện nước luôn, và có cái hóa đơn thanh toán tiền điện tiền nước và có hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh, tức là được tính vào chi phí hợp lý nếu mà bên mà đi thuê á là thanh toán trực tiếp tiền cho những công ty điện nước luôn và có hóa đơn thanh toán tiền điện tiền nước và có hợp đồng gì thuê địa điểm sản xuất kinh doanh. Rồi, trường hợp B là doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện tiền nước với lại bên chủ nhà cho thuê, như vậy là chủ nhà cho thuê sẽ thanh toán tiền điện tiền nước, còn bên mình đi thuê sẽ thanh toán tiền điện tiền nước cho chủ nhà và kèm theo cái chứng từ thanh toán tiền điện tiền nước với lại cái người mà cho thuê phù hợp với số lượng điện nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh. Như vậy nếu mà mình bên đi thuê á, xảy ra trường hợp bên đi thuê thanh toán trực tiếp tiền điện tiền nước cho bên công ty điện nước, đó là trường hợp 1. Trường hợp 2 là bên mà đi thuê thanh toán tiền điện nước cho bên cho thuê, thì xin hỏi rằng cả hai trường hợp này bên đi thuê có được tính vào chi phí hợp lý hay không? A, B các bạn, cả A và B luôn, cả A và B luôn, được chưa? Như vậy trong trường hợp này là cái bên đi thuê phải cung cấp được là hợp đồng cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh là cái thứ nhất. Nếu mà mình thuê trực, nếu mà mình thanh toán trực tiếp cho công ty điện nước thì mình phải có hóa đơn thanh toán tiền điện nước và cái chứng từ thanh toán tiền điện nước cho bên công ty điện nước. Rồi, còn nếu mà mình thanh toán tiền điện tiền nước cho cái bên cho thuê thì mình phải có chứng từ thanh toán tiền điện tiền nước cho bên cho thuê với số lượng điện nước mình tiêu thụ thực tế cộng với lại cái hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh. Cái này các bạn có thể tham khảo tại cái khoản 2.15 điều 4 của thông tư 96 sửa đổi bổ sung thông tư 78 về thuế nhập doanh nghiệp. Rồi, câu 2 là hiện nay cơ quan thuế có yêu cầu nộp bản định mức tiêu hao nguyên vật liệu nữa hay không? Xin trả lời là không các bạn, không nha. Cái này các bạn có thể xem là điểm 2.3 khoảng 2 điều 4 thông tư 96. Câu số 3, thuế không yêu cầu yêu cầu doanh nghiệp nộp định mức cho cơ quan thuế, vậy doanh nghiệp có xây dựng định mức không và mục đích xây dựng là để làm gì? A là có, doanh nghiệp mình vẫn xây dựng cho dù thuế không yêu cầu, mục đích là để kiểm soát tiêu hao nguyên vật liệu trong công ty và để giải trình với cơ quan thuế sau này khi quyết toán thuế nhập doanh nghiệp. Câu B là không cần xây dựng làm gì. Cả hai câu đều sai, trường hợp này là câu A nha các bạn. Tại vì sao? Mình phải xây dựng định mức để mình kiểm soát định mức tiêu hao nguyên vật liệu. Mình phải xây dựng định mức để mình kiểm soát tiêu hao nguyên vật liệu trong công ty của mình, và mình để sao các bạn? Giải trình với cơ quan thuế. Vì sao? Vì thuế nó đã quy định là nếu mà chi phí nguyên vật liệu mà vượt định mức á, thì sẽ không được tính vào chi phí hợp lý, nên bắt buộc là mình phải xây dựng. Rồi, câu số 4, khi xây dựng định mức thì xây dựng định mức phải đúng với thực tế chứ không phải xây dựng cao quá thực tế để rồi lấy chi phí thì thuế có biết không? Thuế biết các bạn. A là thuế biết, B là thuế không biết. Tức là nếu mà các bạn xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu á, là các bạn phải xây dựng nó đúng thực tế chứ không phải là xây dựng quá cao so với thực tế để rồi các bạn đi mua hóa đơn. Ví dụ một chiếc xe Innova chạy 100 cây là tiêu hao 7 lít đối với xe mới, thì các bạn không thể nào mà xây dựng 100 cây cho 15 lít được,
Các bạn có hiểu ý tôi nói không? Innova mới chạy 100 cây là 7 lít xăng thôi, các bạn phải xây dựng định mức là 7 lít xăng, vì cái đó là nhà sản xuất xe Toyota Innova người ta đã định mức như vậy rồi. Thì các bạn không thể nào mà xây dựng định mức xe Toyota mới mua mà 15 lít trên 100 cây không được, các bạn xây dựng đó là không, là phi lý, được chưa? Câu số 5. Chi phí nguyên vật liệu nhiên liệu vượt định mức có được thuế chấp nhận là chi phí hợp lý không? A không được, B là được. Trường hợp đây là không được nha các bạn. Vượt định mức, ví dụ các bạn đã xây dựng định mức của tiêu hao xe Toyota 7 chỗ ngồi Innova 100 lít trên 7 lít trên 100 cây. 7 lít trên 100 cây. Thì cái phần vượt 7 lít đó trên 100 cây sẽ không được thuế chấp nhận là chi phí hợp lý. Ví dụ như là thuế tính ra là trong năm đó mình chạy có 100 cây thôi thì chi phí xăng xe là chỉ có 7 lít thôi. Đằng này các bạn đưa vào chi phí tới 15 lít, như vậy cái phần 8 lít mà vượt 7 lít đó sẽ không được tính vào chi phí hợp lý. Cái này các bạn xem là khoảng 2.3 điều 4 của thông tư 96. Câu số 6. Thời hạn kê khai cũng chính là thời hạn nộp tiền thuế, đúng hay sai? A đúng, B sai. Đúng nha các bạn, thời hạn nộp tờ khai thuế chị Tăng á, cũng chính là thời hạn nộp tiền thuế luôn, đúng nha. Cái này các bạn xem điều 55 của luật quản lý thuế số 38. Câu số 7. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo tháng là ngày nào và theo quý là ngày nào? Câu A, theo tháng là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo. Quý là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý sau. Câu B, tháng là ngày 20 của tháng tiếp theo, quý là ngày thứ 30 của tháng đầu tiên của quý sau. Vậy trong trường hợp này A nhé các bạn. Câu A. Các bạn có thể xem điều 44 của luật quản lý thuế số 38. Bây giờ luật quản lý thuế số 38 này nó đã thay đổi so với lần trước rồi. Trước khi mà có luật quản lý thuế số 38 á, nó là câu B. Tức là theo quý là ngày thứ 30 của tháng đầu tiên của quý sau, còn bây giờ là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý sau, nhớ nha. Câu số 8. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và báo cáo tài chính là ngày nào? A, ngày thứ 90 của năm sau. B, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc là năm tài chính. Hoặc là năm tài chính đối với lại cái công ty nào mà có năm kết thúc á, là nó khác với năm tài chính. Có thể là từ ngày mấy đó các bạn, ngày 1 tháng 4 chẳng hạn. Năm tài chính của người ta bắt đầu từ 1 tháng 4 chứ không phải là 1 tháng 1. Được chưa? Như vậy là câu 3 ha, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc là năm tài chính. Rồi câu số 9. Công ty kinh doanh mặt hàng không chịu thuế thì không phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng, đúng hay sai? A đúng, B sai. Trường hợp đây là A đúng nha các bạn. Các bạn có thể xem là điểm A khoảng 3 điều 7 của nghị định 126. Câu số 10. Khi đã nộp tờ khai lần đầu mà chưa hết thời hạn nộp tờ khai phát hiện sai thì khi làm tờ khai lần 2 chọn tờ khai bổ sung hay tờ khai lần đầu? A lần đầu, B bổ sung. B nha các bạn. Bây giờ nó đã thay đổi rồi. Cho dù các bạn nộp tờ khai lần đầu mà bị sai, chưa hết thời hạn nộp tờ khai, nhưng mà các bạn phát hiện sai thì các bạn bắt buộc phải làm tờ khai bổ sung chứ không có được bấm vào tờ khai lần đầu. Cái này các bạn có thể xem điểm B khoảng 4 điều 7 của nghị định 126. Câu số 11. Doanh nghiệp chưa có lao động và không phát sinh chi trả thu nhập, xin hỏi có phải nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hay không? A có, B không. B các bạn là không. Tức là mình không có trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho người lao động thì không phải làm tờ khai quyết toán thuế nhập doanh nghiệp. Cái này các bạn có thể xem quy định tại điểm D.1 khoảng 6 điều 8 của nghị định 126. Câu số 12. Công ty không trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho người lao động thì có phải làm tờ khai tạm tính thuế nhập cá nhân hàng tháng, hàng quý gửi cho thuế không? A không, B có. Trả lời A không nha các bạn.
Tức là trong tháng đó, quý đó mà mình không có phát sinh trả thu nhập cho người lao động từ tiền lương, tiền công, thì các bạn không cần phải làm tờ khai tạm tính thuế thu nhập cá nhân hàng tháng và hàng quý. Cái này các bạn có thể tham khảo công văn số 2393 Tổng cục thuế nè. Được không các bạn? Ngày 1 tháng 7 năm 2021. Cái đây là Tổng cục thuế trả lời cho tất cả các cục thuế tỉnh thành luôn, các bạn được áp dụng nha. Câu số 13. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì tạm nộp theo quý chậm nhất là ngày nào? Tức là mình phải tạm nộp quý 1, quý 2, quý 3 chậm nhất là ngày nào của mỗi quý? Câu A là chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau. A nha các bạn, chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng đầu quý sau. Cái này các bạn có thể xem điều 55 của luật quản lý thuế số 38. Rồi, được chưa các bạn? Các bạn đăng ký kênh YouTube Tự học kế toán của tôi để mà nhận video hàng ngày tôi quay, tôi tải lên. Các bạn là người đầu tiên, các bạn sẽ là người nhận được. Rồi, được chưa các bạn? Rồi, chào tạm biệt các bạn.